xin chào tất cả các bạn, rất vui được gặp tất cả các bạn trong chuyên mục về thằng thầy Lợn nha các bạn. Hôm nay là nói về phép trừ và phép chia ở chương trình toán lớp 6 nha các bạn. Thì các bạn lại nhớ là kiến thức ở cấp 1 nha. Thì thứ nhất mình nói về phép trừ. Ví dụ như 3 trừ 2 bằng mấy à? Bằng 1. Thì đây nè, đây gọi là dấu trừ, đây gọi là hiệu nè. Đây được gọi là số bị trừ. Xin lỗi, số trừ nha các bạn. Xin lỗi tất cả các bạn. Số trừ. Đây là số bị trừ. Các bạn phải nhớ từng thành phần nha. Vậy từ đó ta sẽ có là số bị trừ. Trừ đi số trừ sẽ ra hiệu. Ổn chưa ạ? Rồi, vậy ở đây các bạn sẽ nhớ đến quy tắc tìm x hồi lớp cấp 1. Thì muốn tìm số bị trừ ta lấy hiệu cộng với số trừ. Muốn tìm số trừ thì ta lấy số bị trừ trừ đi hiệu. Các bạn phải nhớ những cái quy tắc tìm x ở cấp 1 trước đã. Được chưa? Đó là liên quan về phép trừ nha các bạn, phép trừ. Thì ở đây người ta sẽ nói gọn hơn. Thì ở đây mình sẽ đặt là gì ạ? Số bị trừ là A, số trừ là B, hiệu là C. Vậy ở đây mình sẽ có một cái kiến thức mở rộng, đó là A trừ B bằng C. Thì từ đây suy ra A là số bị trừ sẽ bằng hiệu cộng với số trừ. Thì A bằng C cộng B. Số trừ là B, B sẽ bằng số bị trừ là A trừ cho hiệu là C. Đó, được chưa? Từ trạng thái số người ta nâng cấp lên trạng thái ẩn mà thôi, là cái gì chưa biết. Được chưa? Tiếp theo đó là liên quan về phép chia. Thì phép chia các bạn nhớ gồm có hai loại, đó là phép chia hết. Phép chia hết là dư bằng không. Phép chia không hết là dư khác số không nhưng nhỏ hơn số chia. Đó, nhỏ hơn số chia. Ví dụ về phép chia hết, ví dụ như 12 chia 3 thì bằng mấy à? Bằng 4. Vậy các bạn có thể viết lại 12 chia 3 bằng 4. Vậy các bạn có thể kiểm tra lại, lấy 4 nhân 3, 4 nhân 3 bằng 12. Và các bạn phải nhớ đây là phép chia, 4 gọi là thương, 12 gọi là số bị chia, 3 gọi là số chia. Vậy ở đây ta phải nhớ đến một kiến thức, đó là số bị chia, chia cho số chia bằng thương. Vậy muốn tìm số bị chia, ta lấy thương nhân với số chia. Đó là kiến thức cấp 1 nha các bạn. Rồi, nâng cao hơn thì người ta đặt số bị chia là A, số chia là B và thương chính là quy. Được chưa? Người ta đặt là quy nha, các bạn không cảm chút xíu. Người ta đặt là quy. Rồi, vậy từ đây mình sẽ có gì à? Số bị chia là A sẽ bằng thương nhân với số chia, hoặc là số chia nhân với thương. Bởi vì phép nhân có tính chất giao hoán, thì là B nhân quy. Được chưa? B nhân quy, nếu là phép chia thì hết. Còn đối với phép chia có dư, nha các bạn. Phép chia có dư. Ví dụ như 14 chia 3 thì được mấy à? Các bạn nhẩm lên, 3 x 1 bằng 3, 3 x 2 bằng 6, 3 x 3 bằng 9, 3 x 4 12.
3 nhân 5 15, 15 vượt quá 14 chưa ạ? À? Vậy các bạn lấy 3 nhân 4, viết 4 vào đây, viết 12 vào đây, trên trừ dưới được 2. Vậy 2 nhỏ hơn 3, dừng. Vậy đây được gọi là phép chia có dư. 14 chia 3 được 4, dư dư 2. Thì theo công thức, đây là số bị chia, đây là số chia, đây là thương, và đây là dư. Thì người ta sẽ chuyển qua một cái ẩn, số bị chia đặt là A, số chia là B, thương là Q, dư là R. Thì các bạn thể ý nè, R này luôn luôn lớn hơn bằng 0. Nếu bằng 0 là phép chia hết, lớn hơn bằng 0 và nhỏ hơn số chia. Vậy ta có nè, thì theo kiến thức hồi lớp nhỏ thì các bạn nhớ số bị chia sẽ bằng số chia nhân thương cộng số dư. Thì chỉ cần ráp công thức vào, số bị chia A bằng số chia B nhân thương là Q cộng số dư R. Và nhớ R luôn luôn lớn hơn bằng 0 và nhỏ hơn số chia nha các bạn. Nhỏ hơn số chia, đây, nhỏ hơn số chia nè. Đó, được chưa? Gọi là phép chia có dư nha các bạn. Được chưa? Rồi, thôi xin chào và hẹn gặp lại tất cả các bạn. Trong quá trình hướng dẫn, có chỗ nào bị sai, có chỗ nào bị thiếu, các bạn cố gắng comment giúp lại để lỡ khắc phục những đoạn clip sau trở nên hay và ý nghĩa hơn. Rồi, xin chào và hẹn gặp lại mọi người. Xin cảm ơn, bye bye.